mày muốn biết anh em tao ra sao thì khỏi cần hỏi, tao bước qua đồn bảo sân cho tụi tao là đường nóng nên là bơi được bố lão chứ mày chưa đạt được tốc độ cao, xung quanh toàn là khói vì đêm nay có hay thì Racing Boy ở khắp nẻo lối đúng 12 giờ tối và chúng ta đi thôi. Yeah, tụi tao nghèo lắm nhưng khi màn đêm xuống tụi tao phải làm vua ở những nơi tăm tối, đam mê thì bất diệt và tụi tao coi đó là